Đầu tiên chúng ta đi từ trong cái cánh lá này đi ra này, đó một cái này. Ở đây chúng ta không phải, chúng ta đi tiếp tục này. Đó, trong này chúng ta đi ra. Đây chúng ta đi xuống. Tại cái điểm khắc thiết này này chúng ta đi xuống ít hơn. Đây là chúng ta đi qua đây. Đó, rồi chúng ta đi lên đây. À, từ cái khúc này nè, mọi người nhìn kỹ không, từ cái chỗ này thì mọi người phải kéo lên đó, kéo lên, nhưng mọi người phải đi từ từ như vậy này. Đó, ví dụ như vậy thì ngay cái từ cái khúc này chúng ta sẽ cầm xuống lại xíu nữa nè. Đây, hình nó sẽ chia có hai tông màu, một là tông màu xanh đậm bên trong, tông tông màu đà màu sớm bên trong, hai là tông tông màu xanh bên ngoài. Có nghĩa là bên này mọi người có thể dùng màu vàng điểm lên nè, hoặc là dùng màu xanh lá cây, hoặc là dùng màu bầm bẩm được. Vì nếu mà vẽ như kiểu này, bên này gọi là lá héo, bên này lá tươi ở bên trong mọc ra nha. Bây giờ mình sẽ đi nè, tới đây chúng ta sẽ kéo ra một cái này, hai cái này, ba cái, bốn cái, năm cái. Đó, ở chỗ này là chúng ta đi những cái gọi là cái gân lá sang, còn phía này á là chúng ta kéo lên nè. Đó, ví dụ như vậy chúng ta đi từng cái gân lá. Đó, ví dụ như vậy thì ở đây mọi người cũng y đi như vậy thôi, không có gì cả. À, ví dụ như vậy thì từ cái khúc này chúng ta sẽ vẽ mấy cái cành xuống là nó sẽ có hoa sen này. Ở đây cành chúng ta đi trực tiếp hoặc là chúng ta đi nét này, ví dụ đi nét á thì chúng ta sẽ kẻ trước này, dùng màu nhạt thôi. Đó, ví dụ đi nét là chúng ta đi như vậy này. Một cái bài vẽ hoa sen rất là đơn giản à.